Hãy quan sát những sinh vật kỳ lạ nhất trên trái đất. Chúng cư trú trên những hòn đảo ở Đông Nam Á. Chúng đã chuyển mình trở thành những chủng loài mới. Đây là câu chuyện đáng kinh ngạc về việc làm thế nào những loài vật của châu Á đến được dưới sức mạnh của hòn đảo ma thuật. Đông Nam Á nứt vỡ thành hai quần đảo lớn với hàng nghìn hòn đảo. Một số hình thành từ xa xưa, số khác còn rất trẻ. Đảo Java tách ra từ châu Á lục địa chỉ 10.000 năm trước đây. Trong những cánh rừng tách biệt của nó, kẻ săn mồi đáng sợ đứng đầu là báo đốm. Không gì có thể thoát khỏi đôi mắt sắc sảo của nó. Những con vật khác phải tránh kẻ ăn thịt bằng cách nào đó hoặc là chết. Ở Java, không có chuyện hai loài vật cùng một mắt xích trong chuỗi thức ăn. Kỳ đà lớn châu Á là một kẻ ăn thịt khác, nhưng nó là một sát thủ nhỏ hơn và là kẻ ăn xác thối. Tuy nhiên, ở những hòn đảo khác của Đông Nam Á, loài bò sát có thể là chúa tể vùng đất. Java đã được tạo thành vào cuối kỳ băng hà. Khi băng tan khiến mực nước biển tăng, cây cầu nối với đất liền biến mất và nhiều loài động vật đã bị bỏ lại trên hòn đảo mới. Trong 10.000 năm, bò rừng châu Á bị kẹt lại trên đảo Java. Chúng đã thay đổi so với họ hàng của chúng trên lục địa. Trên một hòn đảo nơi đất đai có hạn, kích thước của động vật trở nên quan trọng. Trên đảo Java, bò rừng đã thích nghi bằng cách trở nên nhỏ bé hơn đáng kể. Nhưng kích thước lớn vẫn rất quan trọng, đặc biệt là đối với bò rừng. Con bò đực non hơn bên phải đã thành công trong việc tranh quyền kiểm soát cả đàn. Nhưng kẻ thua cuộc đã quay lại, không chấp nhận mình bị đánh bại. Nhanh chóng, kẻ thua cuộc sẽ phải từ bỏ những cố gắng để đoạt lại những con bò cái. Vai trò của nó trong việc truyền lại nòi giống đã kết thúc. Nó thất vọng với mất mát của mình. Việc giảm kích thước của bò rừng trên đảo cũng có giới hạn. Trên đảo Java, chúng phải đủ lớn để chống lại báo đốm. Báo đốm tấn công đàn bò khi những con non được sinh ra. Đối với phần lớn thời gian còn lại của năm, chúng để lũ bò rừng được yên. Con báo biến mất. Những đốm trên lông của nó hòa lẫn với bóng rừng. Nơi an toàn nhất cho loài công ở Java là ở giữa đàn bò rừng. Bò rừng khuấy động lũ côn trùng làm mồi cho công. Đổi lại, con mắt tinh anh của lũ công cảnh báo nguy hiểm cho đàn bò.
Một con chim trống cảm thấy tự tin khi ở giữa đàn bò. Nó nhảy điệu nhảy truyền thống trong nghi lễ quyến rũ con mái. Chim mái thu hút con trống với bộ lông óng ánh của mình. Trên đảo Java, bộ lông óng ánh của chúng có màu xanh lá cây. Còn trên lục địa, chúng có màu xanh lam. Nhưng hòn đảo nằm cô lập có thể dệt nên những điều kỳ diệu hơn nhiều, không chỉ có màu sắc của lũ công. Thay đổi hoàn toàn, những cư dân của hòn đảo có cơ hội làm mới bản thân chúng nếu chúng có thể sống sót. Động vật ăn thịt là những kẻ thay đổi mạnh mẽ nhất. Là động vật ăn thịt đứng đầu ở Java, báo đốm buộc mọi loài vật phải thích nghi hoặc là chết. Nhưng có một loài khác cũng thay đổi trên Java. Nó trông nhẹ nhàng hơn, nhưng mạnh mẽ hơn nhiều. Những cây vả của đảo Java là cái cây của sự sống. Nhánh cây của chúng lan rộng cao trên các đối thủ. Những cây vả tạo nên công trình kỳ diệu, không phải qua cái chết mà mang phần thưởng đến cho các loài động vật và chim chóc. Mỗi năm một lần, trong 7 hay 8 ngày, những cây vả ngập đầy quả chín. Trong thời gian ngắn, chim và các loài động vật được mời gọi từ xa đến dự bữa tiệc, và chúng ngốn đầy bụng quả ngọt. Đổi lại, cây vả lấy phần thưởng của mình. Các vị khách phát tán hạt cây đi khắp nơi khi chúng di chuyển quanh khu rừng. Những cây vả khác nhau trên đảo Java cho quả chín quanh năm, và các loài động vật như khỉ đuôi dài thực hiện những cuộc hành trình vô tận từ cây này sang cây khác. Mặc dù lũ khỉ thích ăn quả vả, nhưng chúng không phụ thuộc vào cây vả. Chúng là những kẻ ăn tạp. Thì ebony là loài chuyên ăn lá. Chúng không cần phải đi đâu xa để kiếm thức ăn mình cần. Nhưng vài ngày tới, chúng và vượn Java sẽ rời cái cây của mình. Lũ vượn thận trọng khi thấy tiếng kêu của khỉ macaque và kiếm ăn cách xa chúng một cách thận trọng. Loài vượn cũng theo chu kỳ quả vả chín hàng năm, dành cả cuộc đời trên những ngọn cây. Bầy khỉ macaque kiếm ăn dưới gốc cây. Bất cứ nơi nào chúng tới, chúng nếm mọi thứ xung quanh mình. Chúng luôn làm vãi hầu hết mọi thứ khi ăn. Nhưng sự bừa bộn của chúng là phần thưởng cho những kẻ ăn quả nhưng lại không biết trèo. Lũ khỉ rất tự tin. Chúng kiếm ăn ngay tại lãnh địa của đàn nai. Đối với các đàn khỉ macaque, mỗi lứa quả vả chín sẽ đến trong vài ngày, một thiên đường an toàn, nơi nô đùa và nuôi con. Mỗi khỉ mẹ
chỉ sinh một khỉ con trong một lứa và dành tất cả thời gian để chăm sóc con non mới sinh. Những con khỉ cái mới lớn vẫn ở với mẹ trong đàn. Nhưng sau 5 hoặc 6 năm, những con khỉ đực mới lớn sẽ rời đàn đi con đường của riêng mình. Nếu chúng có thể học cách tránh những rắc rối. Giống như lũ khỉ macaque, kỳ đà cũng là những kẻ ăn tạp, cua, trứng chim và thậm chí cả khỉ con. Dài khoảng 1 mét từ mũi đến đuôi, chúng quá nhỏ để có thể đe dọa những con vật lớn hơn. Lũ nai không đoái hoài đến sự xuất hiện của nó. Như thường lệ, con kỳ đà quan sát tìm kiếm một bữa ăn dễ dàng, những kẻ yếu ớt hay bé nhỏ. Nó không cần vội vàng, là loài bò sát máu lạnh, nó chỉ cần ăn no một lần trong tháng. Nhưng có mối nguy hiểm lớn hơn với tất cả những kẻ đến thưởng thức bữa tiệc và chín. Những tiếng động khi chơi đùa thu hút một vị khách không mời. Báo đốm cần thịt tươi ít nhất 2 lần trong tuần. Con báo nhìn thấy lợn mẹ và đàn con của nó. Chúng cũng đến chỗ cây vả nhặt quả rụng. Lợn rừng mẹ sinh nhiều con trong một lứa và nó khó có thể theo dõi hết chúng. Khỉ mẹ giữ con non mới sinh của mình bên cạnh, tránh xa báo đốm. Lợn rừng là một trong những thức ăn ưa thích của báo đốm và những con lợn con ngây thơ, không thận trọng. Việc này đã xảy ra trên đảo Java suốt 10.000 năm qua. Mặc dù lũ báo bắt đi nhiều lợn con, nhưng sẽ luôn có đủ cho thế hệ tiếp theo. Trên đảo Java, báo đốm là kẻ thống trị, muôn loài phải tôn trọng và cống nạp cho chúng. Không loài nào cống nạp cho chúng nhiều hơn lợn rừng. Ngay cả những con kỳ đà cũng phải cảnh giác. Giống những sinh vật khác của khu rừng, nó cũng phải phục tùng sức mạnh của báo đốm. Lo sợ mình sẽ trở thành một bữa ăn, con kỳ đà hướng đến nơi nó không có đối thủ. Kỳ đà có thể sống dưới nước cũng như trên cạn. Sông nước giúp nó di chuyển nhanh chóng và là nơi săn mồi. Ở đây kỳ đà cũng có những con mồi riêng, những kẻ không để ý sự có mặt của nó.
Tuy nhiên, có một loài vật khác trên bờ sông hôm nay, một loài coi bờ sông này là nơi nương náu cuối cùng, còn không đến 70 con tê giác Java trên toàn thế giới. Chúng là một trong những động vật có vú quý hiếm nhất. Kích thước lớn là một gánh nặng với chúng. Những động vật lớn sinh sản rất chậm và cần nhiều không gian sống, vì loài người gây áp lực lớn hơn lên những cánh rừng còn sót lại, khiến loài tê giác Java bị kẹt lại. Hòn đảo là nơi trú ẩn và cũng là nhà tù. Lũ kỳ đà có thể dễ dàng rời đi khi cuộc sống trở nên khó khăn. Con sông có thể đưa chúng đến một bãi biển khác, xa hơn, đến một hòn đảo khác. Trên một cành cây, những vị khách đường dài đang tranh giành thức ăn. Dây ăn quả có thể dùng đôi cánh của mình để bay lên, tránh nguy hiểm. Nơi nào loài dây ăn quả bay đến, chúng mang đi những hạt vả và có thể mang đi rất xa. Hàng đêm, lũ dơi bay 70 km hay xa hơn để tìm kiếm cây ăn quả. Do đó, một yếu tố bất thường như gió mạnh hay cơn bão có thể đưa con dơi ra xa ngoài biển, dạt đến một bờ biển lạ. Năm 1930, một vụ phun trào mạnh mẽ từ đáy biển đã hình thành nên một hòn đảo mới, chỉ cách Tây Java 40 km. Dung nham nguội đi nhanh chóng, hòn đảo Anak Krakatau mang tới một cơ hội mới tuyệt vời đến với những cư dân của Java. Lúc đầu, sườn núi lửa mới không hề có sự sống. Thách thức tất cả những vị khách đến đây, tìm một chỗ đứng và phát triển. Theo thời gian, những vị khách ngẫu nhiên tới đây đã hình thành nên cộng đồng những kẻ sống sót trôi giạt. 70 năm từ khi sinh ra từ đáy biển, một khu rừng với những cây vả đã nắm giữ vùng đất. Những hạt giống đầu tiên có lẽ đã được mang đến đây bởi rơi ăn quả, nhưng những cây này chỉ cho quả, không được thụ phấn. Để thụ phấn cho chúng, cần những loài vật khác, một loài ong vỏ vẽ nhỏ. Không chỉ sống sót qua hành trình gian nan từ Java, nó còn có mặt đúng thời điểm hoa nở. Ẩn sâu bên trong quả, nó ở đó. Một hiện tượng kỳ diệu đã xảy ra. Ong thụ phấn cho quả vả và bản thân chúng cũng là một phép lạ. Cách duy nhất những con ong có thể chui vào trong quả là nhờ một đường hầm hẹp. Nó quá chật chội nên con ong phải bỏ đi đôi cánh của mình. Khi vào bên trong, nó tìm nơi đẻ trứng. Nhưng trong khi nó đang tìm kiếm, nó trả phấn hoa dính theo trên ngực vào nhụy hoa. Khi việc thụ phấn và đẻ trứng kết thúc,
ông mẹ sẽ chết. Trong vài tuần tới, sâu bên trong quả, trứng ong phát triển và nở ra. Sau khi nở ra, những con ong non giao phối ngay khi chúng còn bên trong quả. Sau đó, các con ong được khoan thủng bức tường. Từ đó, những con cái đã được thụ tinh xuất hiện, mang phấn hoa đến với những quả vả tiếp theo. Khi loài ong này đến với Anak Krakatau, những cây vả mới có thể sinh sản và không phụ thuộc vào những cơ hội đến từ Java. Những cây vả giờ đây đã thành nhà hảo tâm quan trọng nhất của hòn đảo. Những tán lá to lớn của chúng sàng lọc ánh mặt trời dữ dội. Những cây non bên dưới làm giàu thêm cho đất, cung cấp chất sống cho những cây non. Với khởi đầu cho khu rừng được đảm bảo, môi trường sống mới được thiết lập cho những sinh vật khác. Kỳ đà là những kẻ du hành đường dài. Trong vòng 6 năm sau vụ phun trào, con kỳ đà đầu tiên đã đến bờ biển Anak Krakatau. Vị khách cuối cùng đến đây nhờ trôi theo một bè gỗ. Mảnh vụn này có thể dễ dàng trở thành một chiếc bè cho những kẻ bơi kém hơn. Từ khi bước lên bờ biển, nó sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ tới mọi loài vật khác đến đây, từ trên không hay theo đường biển. Là sinh vật dữ tợn nhất đến Anak Krakatau, chúng trở thành những sinh vật ăn thịt hàng đầu. Ở đây, nó đã rời khỏi những con báo, những kẻ không biết bơi lại đằng sau. Khu rừng non trẻ cung cấp nơi ẩn náu cho những vị khách mới. Những cây vả nhanh chóng đảm nhiệm vai trò của nhà cung cấp và bảo vệ. Những con kỳ đà bị thu hút bởi những loài ăn quả, giống như lũ báo đốm trên đảo Java. Sự khác biệt ở đây là kẻ ăn thịt đứng đầu sẽ ăn bất cứ thứ gì. Một thời gian, kẻ ăn xác thối tiêu thụ những con vật cả sống và chết. Dù có vai trò của những con kỳ đà từ khi chúng bước lên bờ biển đến đây hơn nửa thế kỷ trước, điều đó không thể ngăn những du khách mới đến với vùng đất đầy cơ hội này. Hòn đảo kỳ diệu giờ mới là sự bắt đầu. Đối với hòn đảo kỳ diệu nhất, thêm một thành phần là cần thiết. Một lần và thêm nhiều lần khác. Hòn đảo Sulawesi, đông bắc Java, đã bị cô lập suốt 30 triệu năm. Từ một số ít động vật có vú đến với những cánh rừng biệt lập nơi đây, Sulawesi đã sản sinh ra hơn 100 loài mới. Không loài nào trong số chúng có thể thấy ở nơi khác. Có lẽ ví dụ tuyệt vời nhất có thể kể đến là loài khỉ. Giống như khỉ đột hay như khỉ macaque phía nam Sulawesi, chúng có họ hàng gần nhất với những vị khách đầu tiên. Có lẽ chúng dạt đến đây từ lục địa châu Á
gần 2 triệu năm trước. Những bầy đàn đầu tiên đến đây quá ít và bị cô lập trong thời gian dài. Chúng đã phát triển thành các loài riêng biệt. Sau đó đến kỷ băng hà, đã mang đến đây nhiều chủng loài hơn. Mỗi kỷ băng hà đến và đi, các đàn khỉ lại bị cô lập, giống như vùng biển quanh chúng dâng lên rồi hạ xuống. Tình trạng chia cắt lặp lại đã sản sinh 7 loài mới trong một thời gian ngắn. Tốc độ tiến hóa đáng ngạc nhiên này nhờ có quần thể nhỏ. Ở đây, một sự thay đổi trong hành vi hoặc sự thay đổi vẻ bên ngoài có thể nhanh chóng lan rộng và trở thành chủng loài mới. Một ví dụ khác là sự thiếu sắc tố da hay bạch tạng là tình trạng phổ biến trong đàn. Nhưng trong các quần thể lớn, bạch tạng là vô cùng hiếm gặp. Các loài mới được tạo ra trên đảo Sulawesi từ một tổ tiên đến từ phía nam, thành khỉ màu đen ở mũi phía bắc đảo. Tất cả đều rất khác nhau. Chúng có một điểm chung là không gặp vấn đề với các loài ăn thịt. Không loài mèo lớn nào đến được bờ biển. Cả đàn có thể thưởng thức nước mát ở gần bờ biển một cách thoải mái mà không cần những cái nhìn đề phòng. Sulawesi có lẽ là nơi gần nhất với thiên đường của loài linh trưởng. Bầy khỉ nô đùa như vậy giờ này qua giờ khác mà không cần quan sát những kẻ ăn thịt, không giống như những nơi khác ở châu Á. Điều đó sẽ là cực kỳ nguy hiểm. Với những con đực còn non, chơi đùa có một mục đích. Khi không có kẻ ăn thịt để sợ hãi, mối nguy hiểm lớn nhất chúng phải đối mặt là từ đồng loại của mình. Những con khỉ đi theo đàn lên tới 50 con khỏe mạnh, chúng an toàn nhờ số lượng. Khi mối nguy hiểm đến từ một đàn khác, thậm chí còn đông hơn. Lũ kỳ đà có lẽ như những con rắn trong vườn địa đàng. Nhưng lũ kỳ đà nhắc nhở những con khỉ phải để mắt đến những con khỉ non. Dấu hiệu xác định loài khỉ này là đám thịt hình trái tim quanh mông. Khi những con cái động dục, mông chúng sưng lên. Con đực thống trị đảm bảo việc duy trì thế hệ tiếp theo. Những con non thường được sinh ra vào cuối mùa mưa, trùng với khoảng thời gian một sự kiện chính của khu rừng xảy ra. Nhịp sống của lũ khỉ ở Sulawesi cũng giống như hầu hết các vùng cao nguyên khác ở Đông Nam Á, được quyết định bởi quả chín. Có nhiều cây vả khác nhau trong các khu rừng ở đây hơn bất cứ nơi nào trên thế giới, và cũng có nhiều loài ăn vả. The
Loài chim ăn vả lớn nhất là chim hồng hoàng Sulawesi. Dù ở Sulawesi có mật độ chim mỏ sừng cao nhất châu Á, nhưng loài hồng hoàng đỏ chỉ tìm thấy ở đây. Chim và cây vả đã phụ thuộc chặt chẽ vào nhau. Con chim trống đang thu gom nhiều hơn lượng nó cần ăn. Chúng nhét quả cây vào cái túi xanh dưới mỏ và rời đi băng qua những cây cao nhất. Cái lỗ ở trên cây cao che giấu một bà mẹ và một đàn con. Tuy nhiên, cái tổ nằm trong tầm leo trèo của kỳ đà. Lũ chim không cho nó cơ hội nào. Những con cái tự nhốt mình trong lỗ, bít lối vào bằng phân, dính với quả vả. Khi cứng lại thì như bê tông. Chỉ để lại một khe hẹp cho con trống đưa quả chín vào. Đây là nơi con mái ở, biến thành một tù nhân với lũ con cho đến khi chúng đủ lớn và có thể tránh khỏi lũ kỳ đà. Trên cây vả là một con chim mái khác. Nó đã đục và chui khỏi cái tổ sau 13 tuần bị giam cầm. Nó và bạn đời của mình đang bận rộn qua lại như con thoi để cho đàn con ăn. Bằng cách thưởng cho lũ chim quả ngọt, cây vả nhờ những con chim mang hạt giống đến những nơi xa xôi trong khu rừng. Chim hồng hoàng có kinh nghiệm như những loài ăn quả khác. Quả vả có chất nhuận tràng nhẹ và trong vòng một thời gian ngắn nó phải bị thải ra. Hầu hết các hạt không có cơ hội nảy mầm, chúng bị chết khô dưới ánh mặt trời. Hạt giống tìm đến được nền rừng có thể tìm được điều kiện thuận lợi để nảy mầm. Nhưng sự cạnh tranh ở dưới này vô cùng dữ dội. Những cây con sẽ chỉ phát triển mạnh nếu một cây to bị mất đi và để lại khoảng trống. Thậm chí sau đó cũng chỉ có một cây con may mắn thành công. Một nhóm các hạt vả có lợi thế hơn. Khi chúng rơi xuống nền rừng, hành trình của nó có thể chưa kết thúc. Dù đã qua hệ thống tiêu hóa của chim hồng hoàng, những hạt vả vẫn còn chứa một món quà hối lộ, một khối chất béo cho lũ kiến. Lũ kiến lôi hạt từ phân chim và tha chúng đến tổ ở cao trên tán rừng. Nhờ lũ kiến giúp đỡ, hạt được đưa lên nơi có ánh sáng. Những cây vả sống nhờ này phát triển mạnh phía trên các đối thủ cạnh tranh. Chúng đâm rễ xuống phía dưới cây chủ để tìm kiếm đất màu mỡ ở 30 mét phía dưới. Theo thời gian, rễ cây phát triển mạnh cho đến khi hình thành một cái váy bao quanh gốc cây chủ.
Nhưng đó là một sự bao bọc chết chóc, cuối cùng bóp nghẹt cây chủ và giết chết nó. Sau đó cây chủ mục đi, để lại một khối rỗng. Một ngày nào đó, cây chủ này sẽ chịu chung số phận và lũ chim hồng hoàng sẽ phải tìm một ngôi nhà mới. Không ngạc nhiên khi cả chim trống và chim mái cùng kiếm thức ăn. Những con non kêu luôn mồm đòi ăn và thật khó bỏ qua. Lại 4 tuần nữa trước khi chúng rời tổ. Quá trình phát triển lâu hơn bất cứ loài chim mỏ sừng nào. Phần lớn các loài bổ sung khẩu phần của mình với quả chín và côn trùng, nhưng chim hồng hoàng mỏ đỏ non lớn lên chỉ nhờ quả vả. Chim hồng hoàng kết đôi suốt đời, quay lại sau mỗi năm để sinh sản trên cùng một cái cây. Chúng dồn hết sự quan tâm cho con non duy nhất để đảm bảo tỷ lệ sống sót cao. Chim mái nhìn xấu xí hơn chim trống nhiều, con đực cần phải đẹp để làm hài lòng nó. Chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà mỏ của chúng có màu giống với quả vả chúng ăn. Gương mặt nó có biểu tượng của loại quả chúng hoàn toàn phụ thuộc. Chim hồng hoàng không quan tâm đến những quả vả gần tổ. Cây sung này thậm chí trông khác biệt với những cây vả trong rừng. Quả của nó phát triển trên nhánh cây nhiều hơn trên đầu cành. Chúng chín vẫn giữ nguyên màu xanh và không ngọt. Với rất nhiều cây vả tranh nhau mời gọi những kẻ ăn quả ngọt, thì cây sung có thị trường riêng của nó, những loài ăn lá. Quả sung trông như quả vả, nhưng vị của nó lại như lá non. Một trong những loài động vật giúp cây sung giải quyết mọi rắc rối là loài gấu túi. Hành vi của nó như những con khỉ, nhưng chúng là những loài hoàn toàn khác nhau. Khi chúng đến Sulawesi, chúng tìm thấy một hòn đảo không có loài khỉ ăn lá. Do đó, chúng hành xử như một con khỉ ăn lá. Một mối quan hệ tương tác phi thường bắt đầu giữa một loài cây khác thường và một loài vật kỳ lạ. Để ăn lá, nó đã phát triển cái dạ dày đủ lớn để tiêu hóa chất xơ, và do đó, nó phát triển thành kích thước khổng lồ trong số các loài có túi. Hành trình đến Sulawesi của chúng khởi đầu ở châu Úc, ngôi nhà chung của nhiều loài thú có túi khác. Chính xác là làm sao chúng đến được đây vẫn còn là điều bí ẩn. Có lẽ chúng đã di chuyển nhờ những vết nứt gãy của châu Úc lục địa. Thật là một điều phi thường, không chỉ có một loài thú có túi mà có tới hai. Và khi loài có túi lớn đi ngủ vào ban đêm, thì loài kia thức dậy. Chúng khác nhau như ngày và đêm. Một kẻ trở thành những người khổng lồ, còn kẻ kia lại là những người lùn. Giống họ hàng có túi của chúng, chúng mang con non trong túi. Nhưng những con non đã quá lớn để có thể mang theo cách này. Trong vài tuần cuối, khi còn là một con non, nó cưỡi lên lưng mẹ, học hỏi những bí mật của rừng đêm. Ngay cả ban đêm, lũ chim hồng hoàng cũng thu hoạch quả chín.
Lũ cáo túi nhỏ là một trong những vị khách. Chúng là những kẻ ăn vả chín. Mặc dù những con non đã gần trưởng thành, chúng vẫn cần học loại quả nào ăn được và loại quả nào nên tránh. Cách an toàn nhất để làm điều đó là học hỏi từ mẹ. Loài cáo túi nhỏ phát triển mạnh ở đây, nhưng ma thuật của Sulawesi đã khiến chúng thu nhỏ lại thành loài thú có túi nhỏ nhất thế giới. Bên dưới cái cây là một loài khác cũng bị thu nhỏ lại. Châu Anoa là loài châu nhỏ nhất thế giới. Không có động vật săn mồi, ma thuật của Sulawesi đã biến đổi loài vật cổ xưa này thành những chú nai trong thế giới loài châu. Châu Anoa cũng ăn quả sung, và thật kỳ diệu, cây sung cũng tiến hóa để phục vụ chúng. Một đám quả tươi mọc dưới gốc cây là ý tưởng hay cho loài ăn lá không biết leo trèo. Nó cũng ăn bất cứ quả nào tìm thấy trên nền rừng. Sự yên bình bị phá vỡ bởi những kẻ kỳ lạ ăn quả sung. Những kẻ xâm nhập có gương mặt đáng sợ, giả trang thành những kẻ nguy hiểm nhất, loài lợn rừng mã lai. Quá đủ để đe dọa một con trâu Anoa đơn độc. Những cái răng nanh cong thật đáng sợ, thực ra lại chẳng hơn gì vật trang trí mà những con đực dùng để gây ấn tượng với con cái. Chúng là loài vật có họ hàng xa xôi với lợn rừng ở Indonesia. Lợn rừng mã lai không có răng nanh. Điều đó không ảnh hưởng gì khi trên đảo không có loài ăn thịt. Lợn rừng cũng thỏa hiệp với cây sung để ăn quả mọc ngay gần mặt đất. Những quả chín dưới thấp thậm chí chạm đến đất và ở giữa đám lá mục. Bị cô lập ở một phần của châu Á trong nhiều triệu năm, những cây sung đã thay đổi trên hai hòn đảo theo cách thật kỳ lạ, và những sinh vật cổ xưa có thể giúp chúng phát tán hạt. Dù lợn rừng và châu Anoa không bị đe dọa, khu rừng tối tăm vẫn đang che giấu một loài săn mồi đặc biệt. Một số trú ẩn trong những cây vả. Từ chỗ đó, chúng xuất hiện để đi săn đêm. Những bạo chúa tí hon của nền rừng là loài vượn cáo Indonesia, một trong những loài linh trưởng nhỏ nhất trên thế giới. Chúng có đôi mắt to lớn, nhìn rõ mọi thứ trong màn đêm, và đôi tai có thể cử động. Chúng có thể phát hiện những rung động nhỏ nhất. Còn bọ ngựa hình lá trông như một chiếc lá rụng. Vượn cáo Indo hầu như chỉ ăn côn trùng,
Ở những nơi khác của châu Á, các loài săn mồi ẩn náu trên cây. Những con vượn cáo bị nhiều loài khác săn bắt. Ở Sulawesi, chúng là những kẻ đi săn. Có thể xoay đầu như chim cú, nhìn chăm chú tìm nạn nhân tiếp theo của mình. Vượn cáo là loài linh trưởng cổ xưa có họ hàng với khỉ và cả con người. Có thể thấy chúng như những kẻ tham lam và có mối quan hệ gia đình phát triển chặt chẽ. Hàng đêm, các thành viên trong gia đình rời đi để săn mồi, giữ liên lạc nhờ những tiếng kêu vang xa. Bình minh đến, những tiếng gọi trở nên khẩn thiết để gia đình tụ họp với nhau. Cuối cùng, chúng rút lui về nơi ẩn náu, sâu bên trong rễ cây và sống nhờ. Hầu như tất cả động vật của Sulawesi đều bị ma thuật của hòn đảo tác động. Loài kỳ đà là một ngoại lệ. Giống như rơi ăn quả, chúng đến và đi khỏi Sulawesi. Chúng chưa bao giờ bị cô lập ở đây đủ lâu để thay đổi. Nhưng có những hòn đảo khác đã làm nên những điều kỳ diệu phi thường, thậm chí thay đổi những điều tưởng như không thể. Mấu chốt cho những điều đó là sự cô lập và thời gian. Xa về phía đông của Sulawesi, trên một hòn đảo ở rìa của châu Á, loài kỳ đà đã thay đổi từ ăn thịt sang ăn chay. Thằn lằn Emerald là những nhà ngụy trang hoàn hảo trên một cái cây quen thuộc trên những hòn đảo của châu Á. Nó thậm chí có thể dùng đuôi như chi thứ năm. Thằn lằn Emerald có thể nhanh như sóc trên những cành cây. Loài vật này được tạo ra nhờ sức mạnh của cây sung. Trên hòn đảo khác, ở giới hạn phía nam của châu Á, sức mạnh của thời gian và sự cô lập đã tạo nên một loài thằn lằn khác, có thể săn những con mồi khác nhau. Chỉ mới đến đây vài năm trước, con thằn lằn này có thể an toàn rời khỏi cây. Nó cần phát triển lên rất nhiều mới đủ lớn và đủ can đảm để tham gia bữa tiệc của loài rồng cùng cha mẹ chúng. Đây là hòn đảo khổng lồ cuối cùng của loài thằn lằn lớn nhất trên thế giới. Largest lizard in the world. Like the monitor lizard, giống như kỳ đà, những con rồng có thể ăn xác thối. Không như các loài thằn lằn khác, chúng có sức mạnh để quật ngã những con vật to lớn hơn mình. Những con rồng xé thịt con mồi nhờ những phát cắn và hàm răng sắc như dao. Cũng giống kỳ đà, khi không có thức ăn, rồng Komodo có thể nằm và sống sót qua nhiều tháng, và sau đó lại trở thành kẻ thống trị tối cao. Cũng giống như loài báo đốm trên đảo Java, trên đảo Komodo, những con rồng có sức mạnh tuyệt đối. Nơi đây, những con rồng Komodo thực sự cai trị hòn đảo.
trở lại lục địa châu Á, tốc độ và phạm vi tiến hóa chậm chạp hơn, ít biến dị, nhưng rồng Komodo, những kẻ khổng lồ, là những điều phi thường.